Xin mời quý vị và các bạn theo dõi diễn biến chính của trận thi đấu quyền Anh và Nghề bảo vệ chiếc đai vô địch WBO hạng bán nặng của võ sĩ người Đức Marco Huck trước đối thủ thách đấu đến từ nước Mỹ là Matt Guthrie. Trận đấu này diễn ra tại chiếc đài Messehorn ở nước Đức. Đây là võ sĩ người Mỹ, võ sĩ thách đấu trong trận đấu này, Matt Guthrie. Trong sự nghiệp nhà nghề thì võ sĩ Guthrie có 20 trận thắng, trong đó có 10 trận thắng knockout, thua 1. Trận đấu gần đây nhất của võ sĩ Matt Guthrie đó là trận đấu diễn ra vào tháng 9 năm 2009 khi anh đối đầu với võ sĩ Michael Sims và giành chiến thắng bằng điểm số kỹ thuật sau hiệp đấu thứ 10. Đó là chiến thắng thứ 20 trong sự nghiệp nhà nghề của võ sĩ Matt Guthrie. Anh là võ sĩ được xếp hạng 20 trên tổng số 967 võ sĩ thi đấu ở hạng bán nặng. Và đây là võ sĩ nước chủ nhà người Đức, Marco Huck. Đây là trận đấu thứ 31 trong sự nghiệp nhà nghề của Marco Huck. Trong sự nghiệp anh đã có được 29 trận thắng, trong đó có 22 trận thắng knockout, thua 1. Góp mặt ở trận đấu này thì anh 25 tuổi, thi đấu nhà nghề vào năm 2004. Góp mặt ở trận đấu này, anh với tư cách là nhà đương kim vô địch đang giữ chiếc đai WBO hạng bán nặng. Đối thủ gần đây nhất của võ sĩ Marco Huck là Graham Minto. Trong trận đấu đó, anh đã vượt qua đối thủ ở hiệp đấu thứ 9 để bảo vệ thành công chiếc đai vô địch WBO hạng bán nặng. Để có được chiếc đai WBO hạng bán nặng thì võ sĩ Marco Huck đã từng vượt qua được đối thủ Victor Emilio Ramirez vào tháng 8 năm 2009. Những trận đấu gần đây của võ sĩ Marco Huck đều diễn ra tại nước Đức. Trên chiếc đài thì võ sĩ Marco Huck đang chủ động áp sát. Võ sĩ thách đấu trong trận đấu này đến từ nước Mỹ, Matt Guthrie. Trên chiếc đài anh mặc quần xanh trắng. Do được thi đấu ở quê nhà nên võ sĩ Marco Huck, võ sĩ đang giữ chiếc đai WBO hạng bán nặng, được sự ủng hộ nhiệt tình của đông đảo cổ động viên ở khán đài. Những pha tung đòn rất mạnh của võ sĩ Marco Huck. Trong khoảng thời gian vừa qua thì những võ đài ở nước Đức luôn được chú ý và bàn tổ chức chọn để tổ chức những trận đấu quyền Anh và nghề. Một sự trùng hợp khá ngẫu nhiên là võ sĩ Marco Huck và Matt Guthrie đều đã từng nếm mùi thất bại một lần trong sự nghiệp của mình. Thất bại của võ sĩ người Mỹ Matt Guthrie diễn ra vào tháng 3 năm 2008 khi anh đối đầu với võ sĩ Rudolf Gra. Trong khi thất bại của võ sĩ Marco Huck diễn ra vào tháng 12 năm 2007 khi anh đối đầu với võ sĩ Steve Cunningham. Hiệp 1 chỉ còn khoảng thời gian rất ít, chưa đến 10 giây.
Chúng ta hãy cùng theo dõi lại những đòn đánh của dân sĩ Marco Huk ở hiệp đấu đầu tiên. Ở tình huống mà chúng ta vừa theo dõi thì võ sĩ đến từ nước Mỹ là Matt Guthrie đã di chuyển linh hoạt nên đã tránh né được những pha thủ đoạn của Marco Huk. Bây giờ là diễn biến của hiệp đấu thứ hai. Ha salido también en este segundo round con la guardia de zurdo Matt Godfrey. Traba. Godfrey evidentemente preocupado con los derechazos que le puede mandar el campeón mundial. Ya vieron como en cuanto prepara el arma más destructora de su arsenal, que es la derecha, Marco Huk. Traba enseguida el norteamericano. Ahora Huk esperándolo en un rincón neutral. No se animó Godfrey, ahora sí. Los golpes son bloqueados. Al ataque ahora Huk, esperándolo Godfrey. Están sobre la esquina de Godfrey. Những pha thủ đoạn sức mạnh của chú sĩ Marco Huk. Ngoài trước đây WBO hạng bán nặng, thì trước đây chú sĩ Marco Huk cũng đã từng tranh đai ở châu Âu và thành công. Se van alternando en el ataque. Ahora le toca el turno a Godfrey. Esperándolo contra la cuerda. Còn đối với võ sĩ người Mỹ, Matt Guthrie, anh cũng đã từng tranh đài ở hạng bán nặng trước đây. Đó là trước đài NABA, trước đài WBC của châu Mỹ. Và đã từng có được những trước đài mà chúng tôi vừa kể trên vào tháng 9 năm 2006 khi đối đầu với đối thủ Trenny Batchelder. Sau đó anh bảo vệ thành công những chiếc đai này khi đối đầu với đối thủ thách đấu Felix Cuara vào tháng 4 năm 2007. Vào tháng 3 năm 2008 thì võ sĩ Matt Guthrie cũng đã từng bước lên chỗ đài để tranh đai WBC nhưng đã thất bại. Y logra el orden. Marco Huk de nuevo. Amaga, pero todavía no lanza. Más de un pisotón en esta pelea. Zurdo contra ortodoxo. Y... Một lần nữa thì chú sĩ Marco Huk dùng đối thủ vào dưới đây. Rất nguy hiểm. Đòn đánh chính xác của chú sĩ Marco Huk đã làm cho đối thủ đến từ nước Mỹ Matt Guthrie phải té xuống cho đài và trọng tài làm thủ tục. Điều khiển trận đấu này là trọng tài General Rodriguez. Sức may cho chú sĩ Matt Guthrie là anh té xuống cho đài, nhưng thời gian của hiệp đấu thứ hai cũng không còn. Chúng ta xem lại đòn đánh chính xác của chú sĩ Marco Huk. Đòn đánh đã làm cho đối thủ Matt Guthrie phải té xuống cho đài. Bây giờ là diễn biến của hiệp đấu thứ ba. Chúng ta đang theo dõi trận thi đấu quyền Anh nhà nghề hạng bán nặng bảo vệ chiếc đai WBO của võ sĩ người Đức Marco Huk trước đối thủ thách đấu đến từ nước Mỹ Matt Guthrie. Trong những hiệp đấu vừa qua thì Marco Huk đã khẳng định được vị thế của mình, vị thế của nhà đương kim vô địch. Cho đến thời điểm này của trận đấu thì đối thủ thách đấu đến từ nước Mỹ
Matt Godfrey vẫn chưa tung ra được đòn đánh nào được xem là nguy hiểm về khuôn mặt của đối thủ Marco Huck. Hai mươi một trận đấu vừa qua thì Matt Godfrey chỉ thất bại chỉ một lần duy nhất. Marco Huck lại dùng đối thủ vào dây đai. Chúng ta từ từ đợi xem Marco Huck có tìm kiếm được chiến thắng knock out hay không. Một lần nữa thì Matt Godfrey phải té xuống dây đai sau những pha tung đòn liên tiếp của đối thủ Marco Huck. Khán đài thật sự sôi động khi võ sĩ nước chủ nhà Marco Huck đang là võ sĩ chiếm ưu thế trên võ đài. Một trận đấu khó khăn cho đối thủ đến từ nước Mỹ, Matt Godfrey. Chúng ta hãy cùng theo dõi lại những tình huống tung đòn của võ sĩ Marco Huck trước đây. Đây là một tình huống mà võ sĩ Marco Huck đã phạm luật. Anh đã tung ra một đòn đánh cấm. Một hành động không fair play chút nào của Marco Huck. Rất may cho anh là trọng tài điều khiển trận đấu này, ông Rodriguez đã không phạt anh. Đã có nhiều trận đấu khi võ sĩ cố tình tung ra đòn đánh cấm đã bị trọng tài rút quyền thi đấu. Hiệp đấu thứ ba kết thúc. Championship of the world. Let's do your thing, all right? Bây giờ sẽ là hiệp đấu thứ tư. Với những tình huống tung đòn dưới thắt lưng như vậy của võ sĩ Marco Huck ở hiệp đấu thứ ba, thì nhiều trọng tài nếu nghiêm trọng sẽ rút quyền thi đấu, còn nếu nhẹ hơn sẽ bị trừ điểm. Chắc chắn là ở tình huống ở hiệp đấu thứ ba vừa qua, võ sĩ Marco Huck đã bị trừ điểm sau pha tung đòn cấm. Những đòn dưới thắt lưng hoặc là những đòn về phía sau đầu đối thủ đều là những đòn đánh cấm mà trước khi các trận đấu nhằn ngày diễn ra, trọng tài điều khiển trận đấu luôn nhắc nhở.
Những giây đấu cuối cùng của hiệp đấu thứ tư. Rất nguy hiểm. Hiệp đấu thứ tư kết thúc. Chúng ta cùng theo dõi lại những đòn đánh của hai chú sĩ ở hiệp đấu vừa qua. Cả hai đòn đánh của chú sĩ Marco Huk đều không thực sự nguy hiểm. Matrodri đều đã tránh né được những pha tung đòn của đối thủ, nên những đòn đánh của Marco Huk tung ra là không nghiêm trọng. Bây giờ là hiệp đấu thứ năm. Rất nguy hiểm. Đòn đánh chính xác của chủ sĩ Marco Huk. Và đối thủ Matt Godfrey đã té xuống chỗ đài một lần nữa. Trọng tài đang làm thủ tục đối với võ sĩ người Mỹ. Như vậy là Godfrey vẫn tiếp tục được thi đấu. Đây là cơ hội để cho Marco Huk tìm kiếm chiến thắng đá vào. Matt Godfrey tiếp tục đứng lên để thi đấu. Đây là cơ hội tốt nhất để Marco Huk tìm kiếm chiến thắng, hòng bảo vệ danh hiệu WBO hạng bán nặng của mình trước đối thủ thách đấu đến từ nước Mỹ. Như vậy là trọng tài Rodriguez đã quyết định cho trận đấu kết thúc ở hiệp đấu thứ năm. Để bảo vệ sức khỏe cho võ sĩ người Mỹ Matt Godfrey, buộc ông Rodriguez phải cho trận đấu kết thúc. Điều đó đồng nghĩa với việc võ sĩ Marco Huk bảo vệ thành công chiếc đai vô địch WBO hạng bán nặng của mình. Chúng ta cùng theo dõi lại những đòn đánh quyết định của võ sĩ Marco Huk. Rất chính xác. Đây là chiến thắng thứ 30 trong sự nghiệp của võ sĩ Marco Huk trong tổng số 31 lần anh thử đài. Và là trận thắng knock out thứ 23. Đây là lần thứ tư võ sĩ Marco Huk bảo vệ thành công chiếc đai WBO hạng bán nặng kể từ khi anh đoạt chiếc đai này vào tháng 8 năm 2009 khi vượt qua đối thủ Victor Ramirez. Còn đối với võ sĩ người Mỹ Matt Godfrey thì đây là thất bại thứ hai trong sự nghiệp nhân nghề kể từ thất bại vào tháng 3 năm 2008 khi anh đối đầu với võ sĩ Judon Ra. Ông Michael Buffer công bố chiến thắng knock out cho võ sĩ Marco Huk, công bố trận thắng knock out để bảo vệ chiếc đai WBO hạng bán nặng trước đối thủ thách đấu đến từ nước Mỹ Matt Godfrey. Một chiến thắng hoàn toàn thuyết phục của võ sĩ người Đức Marco Huk. Thêm một lần nữa, võ sĩ Marco Huk thành công khi thi đấu tại quê nhà.